Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi trong nước cũng như ngoài là ngoài nước luôn để gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com, cũng như là các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình là 0938773799 nha mọi người nha. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là theo dõi cái trang Facebook của mình. Trang Facebook của mình tên là Chuyện Ma Vũ Mập, thì mình đăng tất cả những thông tin chuyện ma lên đó luôn, và cũng như là mọi người cũng có thể là gửi chuyện vào đó luôn nha mọi người nha. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên của ngày hôm nay, là mình sẽ đọc tên những bạn comment ở tập 106 ngày hôm qua. Ngày hôm qua đó thì cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất luôn, rất là nhiều người yêu thích luôn, tới 30 mấy gần 40 người yêu thích lận. Thì cái nội dung comment của bạn cũng rất là hay luôn. Đó thì bạn nói tên là bạn ghi cái tiếng Anh mà cũng như là kiểu biệt danh thôi, là tên của bạn là Kim Rin, tên là Kim Rin nha mọi người nha. Và cái nội dung comment của bạn là coi nốt sáng mai đi nghĩa vụ, không biết 2 năm sau về xem có được anh Vũ đọc tên không, có được Vũ đọc tên không, ước mơ nhỏ nhoi trước khi đi. Đó nên thành ra là tất cả những người trong kênh mình thấy bạn này là có vẻ sắp đi nghĩa vụ rồi mà rất là muốn được mình đọc tên luôn, nên thành ra là mọi người đã giúp bạn này, đã giúp bạn này, like cho bạn này thật là nhiều luôn để mình đọc tên nha. Và chúc mừng bạn rất là nhiều nha. Mà mình cũng chúc bạn là 2 năm đi nghĩa vụ là bạn sẽ trưởng thành hơn, và sau khi về là công việc nó sẽ là ổn định hơn nha bạn ha. Và cái bạn thứ hai là comment sớm nhất ngày hôm qua luôn là bạn này có cái tên cũng là tiếng Anh luôn, đó là Vietnamese Cousin. Cái nội dung comment của bạn là chào anh Vũ, em me lắm mà không biết có phải là người đầu tiên hay không, là chúc mừng bạn nha, chúc mừng bạn, bạn là người đầu tiên luôn, bạn là người đầu tiên comment trong một tập 106 ngày hôm qua. Cảm ơn bạn Vietnamese Cousin và bạn Kinjin rất là nhiều nha. Rồi thôi, trước khi vào câu chuyện này mọi người, mình nói chút xíu nè. Ở cái tập mà 108 và 109 đó là mọi người thông cảm giùm mình là mình sẽ không đọc tên được nha. Tới tập 110 đó là mình sẽ đọc tên trở lại, với cái lý do là hai tập đó là tập ngày mai đó, hôm nay là tập ngày mai, ngày mốt đó là ngày mai là mình phải bắt đầu là mình phải đi xuống anh nhà Dương Minh Sơn đó, giống như là những lần trước mình đã thông báo rồi. Đối với những bạn nào chưa biết đó thì mình ngày mai á là mình sẽ đi xuống anh Dương Minh Sơn, mình thăm anh Dương Minh Sơn ngày mai, ở lại một đêm, và ngày mốt chính là đám giỗ của bà nội. Và nhân vật bà nội là nhân vật trong cái câu chuyện tập 66 mà câu chuyện lần đầu tiên anh Dương Minh Sơn anh gửi về cho mình luôn đó, nên là thành ra là mình đi 2 ngày vậy, đáng lẽ là mình có thể là mình ngưng, mình không kể chuyện, tại vì cái lý do đó là cái lý do chính đáng, nhưng mà mình thấy như vậy là không có được, tại vì mình hứa với mọi người là mình phải cố gắng hết sức để làm sao cho cái luồng câu chuyện mình là nó mỗi ngày một tập luôn. Nên thành ra là sau khi mình kể câu chuyện này là 107 đúng không, mình kể vừa xong á là mình sẽ qua mình kể tập 108, 109 trong ngày hôm nay luôn đó, để là ngày mai với ngày mốt là mình sẽ đăng lên. Nên thành ra khi mình kể liên tục như vậy đó là mình sẽ không thể nào mình đọc tên mọi người được, mọi người thông cảm cho mình nha. Ngưng hai tập đọc tên thôi, nhưng bù lại là mọi người vẫn có chuyện nghe. Là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là nó hơi nhỏ chút xíu thôi, là những câu chuyện hôm nay á, những câu chuyện tập 107, 108, 109 nè, là mình xin phép mọi người á là có thể là mình kể nó hơi ngắn chút xíu, là đương nhiên là nó phải là trên 30 phút, và từ 30 phút cho tới 40 phút rồi, chứ không thể nào mà dưới 30 phút được. Nhưng mà tại vì một ngày mình phải kể 3 tập á, nên thành ra là mình phải kể ngắn chút xíu để mình còn dành cái thời gian mình còn chăm sóc vợ con này nọ rồi nữa đó, nên là mọi người thông cảm giúp mình nha. Nó không quá ngắn đâu, mình nghĩ là cũng phải cỡ 40 phút á, chứ không ít đâu. Mình kể xong thì mình mới biết, bây giờ thì mình chưa biết, nhưng mà mình kể xong mình mới biết. Nhưng mà mình chắc chắn mình sẽ cố gắng làm sao mà cho nó không dưới 40 phút nha mọi người nha, mọi người thông cảm giúp mình nha. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay luôn. Và cái câu chuyện hôm nay là mình sẽ kể lại của 3 người, nhưng mà cả 3 người này đều yêu cầu giấu tên hết. Đây không phải là một cái sự trùng hợp, mà là một cái sự do là mình sắp xếp. Tại vì mình thấy là 3 cái người này gửi cùng khoảng cỡ trong cái tuần đó, trong một tuần vậy đó, là có khoảng 4-5 người gửi về nhưng mà yêu cầu giấu tên, là mình sẽ gom về, mình sẽ cố gắng làm sao đó mình gom về một tập thôi, mà nó không có phải là ăn gian quá nhiều về cái việc mà sắp xếp thứ tự đó mọi người ha. Nên là mình sắp xếp vô một tập như vậy để mình đỡ phải quên, rồi là coi như là tập đó là toàn là người giấu tên không đi, đó là mình sẽ không có nhầm lẫn để mình lỡ mình đọc tên của người ta ra làm sao.
tại vì người ta gửi về cho mình, người ta yêu cầu giấu tên thôi, nhưng mà người ta vẫn cho mình biết cái tên thật của người ta, thì mình sợ là nhiều khi mình kể nó hứng quá, khi mình lại nhầm lẫn mình đọc tên người ta ra thì nó rất là kỳ đó. Nên là ngày hôm nay, là tất cả những tập truyện của ngày hôm nay là do ba người, nhưng mà cả ba người này đều yêu cầu giấu tên nha mọi người nha. Rồi, câu chuyện đầu tiên là một chị giấu tên đã gửi về Zalo, thì chị có nói á, là chị kể về cái câu chuyện này á, là nó xảy ra ở Thái Lan, nhưng mà không phải là xảy ra ở Pattaya hay là xảy ra ở Bangkok như là những câu chuyện trước, mà xảy ra ở một cái hòn đảo tên là Phú Kết. À, nếu mà mọi người nào đã từng đi du lịch Thái Lan thì sẽ biết đảo Phú Kết này là một cái đảo, một cái nơi mà thiên đường du lịch rất là rất 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 là đã luôn. Mình thì mình chưa có may mắn để mình đi, nhưng mà mình xem trên mạng rồi mình coi review rồi mình cũng được nhiều người đi nói lại là bên đó người ta đi bên Phú Kết đi du lịch rất rất là đã, rất là đẹp đó. Thì mẹ của chị đó, mẹ mẹ của các bạn gửi chuyện này nè, đó là mới được kiểu như là làm giáo viên á, làm giáo viên trong trường đó, thì mới được tổ chức cho giáo viên đi. Thì cái thời gian mà mẹ được nhà trường tổ chức đi đó là vào năm 2009, là chỉ là sau 5 năm á, sau 5 năm, cái năm 2004 á, năm 2004 là đảo Phú Kết đó là xảy ra được một cái sự bị xảy ra một cái thiên tai, đó là sóng thần và cướp đi sinh mạng của rất là nhiều người luôn, rất là đau thương luôn. Và mình nhớ lúc đó là mình còn nhỏ lắm, lúc đó là mình tầm khoảng cỡ 9-10 tuổi thôi ta, cỡ 9-10 tuổi đó. Thì cái đĩa là mọi người không biết, chắc chắn là mọi người có coi đúng không, cái đĩa VCD ngày xưa mà coi bằng cái đầu đĩa đó, là cái đĩa mà bán về cái vụ mà sóng thần bên Thái Lan đó, rất là nổi tiếng luôn đó, rất là nổi tiếng luôn. Sau này mình mới biết đó là xảy ra Phú Kết đó. Nên thành ra là mẹ của chị này đi vào năm 2009, là chỉ sau 5 năm sau cái lần mà sóng thần cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng đó thôi. Thì do là mới có 5 năm mà, nên thành ra cái câu chuyện mà sóng thần ở bên Phú Kết đó, ở ở bên Việt Nam mình nó vẫn còn lan truyền rất là nhiều. Nên mà khi được đăng ký đi như vậy đó, là mẹ cũng rất là hoang mang, mẹ cũng vài người nữa đó cũng hơi sợ sợ, nghĩ là nhiều người chết như vậy rồi, bao bệnh rồi, ở khách sạn này nọ đồ là có tốt hay không, rồi có chuyện tâm linh này nọ hay không, hay là cái vật chất người ta đã hồi phục hay chưa, tại vì mình ở nước Việt Nam thì mình đâu có biết được thông tin bên đó đâu đó. Nhưng mà chỉ có một vài người á là hoang mang thôi, còn lại á, hầu như là 90% á, là người ta đều đăng ký đi Phú Kết hết. Tại vì khi mà đi vậy á, nhà trường mới đưa ra là bây giờ chọn đi Bangkok, Pattaya hay là chọn đi Phú Kết hay sao đó. Thì những người kia thì người ta đi Bangkok với Pattaya rồi, nên người ta rất là thích cái đảo Phú Kết này, nên người ta đăng ký rất là nhiệt tình luôn. Bây giờ mình phải theo số đông thôi chứ biết sao giờ, thấy vậy thôi mẹ cũng là đi theo luôn, cũng đi Phú Kết luôn. Thì khi mà qua đây đó, nhận phòng khách sạn đó, thì mẹ mới thấy là cái khách sạn này nó cũng rộng lớn, nó cũng đẹp và nó ven biển nữa. Nói chung là nó như là một cái resort vậy đó, và nhìn nó rất là sạch sẽ, rất là tươm tất, rất là lịch sự luôn, rất là sang luôn. Nên là phần nào đó là mẹ yên tâm, mẹ vững tâm hơn. Mẹ tưởng là sau 5 năm chắc là chưa hồi phục rồi, qua đây ở những cái khách sạn nó sập sệ hay sao đó, thì mẹ mới sợ vậy thôi. Nhưng mà khi qua tới nơi thì thấy hoàn cảnh nó trái ngược hoàn toàn luôn, khách sạn quá tốt đi, nên là mày yên tâm. Mà cái chỗ mà tổ chức cho mẹ cũng rất là sang nha, đó là không phải là một phòng 4-5 người đâu, mà một phòng quy định là chỉ cho 2 người thôi, rất là sang luôn, 2 người ở một phòng, 2 người ở một phòng. Thì mẹ mới ở chung cùng với một người bạn, mà cái gì gửi chuyện kia bằng gì đó, thì ở một cái dì bạn của mẹ. Thì khi mà mới vừa dọn vali vô phòng như đó, thì mẹ thì là đi máy bay là không có tốt, kiểu như là cũng hơi mệt mệt chút xíu, cũng hơi lâng lâng trong người, mệt mệt chút xíu đó. Nhưng mà cái người dì bạn của mẹ đó mới đủ rồi, thôi bây giờ mới tới mà nghỉ ngơi gì, rồi đi qua bên mấy phòng khác mấy bà kia ngồi nói chuyện được chơi, qua đây bàn kế hoạch coi là chiều tối đi đâu, đi chơi đâu đâu rồi nọ đồ để mà đi đó. Nhưng mà mẹ nó từ chối, mẹ nói thôi em mà tôi mới vừa bay xong cũng hơi mệt, thôi nằm đây nghỉ chút xíu đi, nghỉ được có 2-3 tiếng đồng hồ là chiều phải đi du lịch nữa rồi, đi vòng vòng đi tham quan nữa rồi, mệt lắm, giờ mà bo bển ngồi nữa rồi chiều đi không nổi đâu đó. Thì nghe vậy thì cái bà bạn kia đó bà cũng đi, đó là mẹ nằm ở đây ngủ một mình. Thì khi mà mẹ nằm ở đây mẹ ngủ một mình á, mà đang kiểu như là đi máy bay, mà mọi người đi máy bay mà không có quen, thành ra là nó rất là khó chịu, y như là người say xe vậy đó đó. Thì mẹ nằm ở đó, mẹ nằm mẹ ngủ rồi, nằm chút xíu là ngủ liền, mẹ nằm chút xíu là chìm vào giấc ngủ mê man liền. Nhưng mà khi mà đang ngủ như vậy đó, thì mẹ mới nghe một cái tiếng, là lúc đầu á, khi mà mẹ vào mẹ nằm trong phòng thì mẹ nghe là cái phòng nó cách âm rất là tốt đó, mặc dù là sát bên cái bờ biển luôn, là nhìn từ cửa sổ là nhìn thấy bờ biển rồi, nhưng mà chỉ là nghe cái tiếng sóng nó
nó rì rào nó nhẹ lắm kìa, mà nhiều khi là nếu mà không để ý là không nghe luôn đó. Đó. Vậy mà không biết lý do tại sao lúc này mà mẹ nằm mẹ ngủ như vậy á, thì mẹ lại nghe cái tiếng sóng nè, cái tiếng gió nó thổi vô phòng nè, cái tiếng sóng nó rất là lớn. Nó lớn tới cái nỗi là y như là mình ngồi kế bên mình ngồi mấy cái ghế ở ngoài bờ biển á, mình ngồi sát mực mực nước biển luôn đó. Đó, là mẹ nghe một cái tiếng nó lớn như vậy. Thành ra là mẹ mới giật mình, mẹ mở mắt ra, mẹ tưởng đâu là chắc là hồi nãy bà bạn mình đi ra xong rồi sợ mình đực hay sao á, là mới mở cái cửa sổ ra. Thành ra là cái tiếng gió đó, cái tiếng gió và cái tiếng biển rì rào nó mới lớn như vậy. Nhưng mà mẹ mở mắt ra mẹ nhìn á, thì thấy là màn đã che và cửa sổ là không có mở. Thì mẹ mới thắc mắc nó, ủa hồi nãy lúc đầu mình vô là cái phòng mình nó cách âm dữ lắm mà, làm sao mà nghe cái tiếng lớn như vậy. Nhưng mà thôi, bây giờ mẹ cũng hơi mệt rồi, mẹ nghĩ là chắc là do mình mệt trong người nên thành ra cái lỗ tai mình nó thính chút xíu, nó thính quá đi, nên thành ra là mình quen á, kiểu như mình quen cái không khí không gian đó, nên thành ra mình nghe cái tiếng nó rõ hơn thôi. Mẹ không để ý mà mẹ mới nằm mẹ ngủ luôn. Mẹ nằm mẹ ngủ chút xíu á thì mẹ mới nghe nha, lúc này mới kinh dị nè, mẹ nghe cái tiếng rõ ràng bên lỗ tai mình là một cái tiếng hét, một cái tiếng hét thất thanh luôn, một cái tiếng hét thất thanh lên, là nghe cái tiếng là chạy đi nhanh lên đó, là nghe một cái tiếng hét và nó kéo dài như vậy đó. Thì mẹ mới giật mình, mẹ mới giật mình mới tỉnh dậy, tại vì cái tiếng hét nó kế bên cái lỗ tai mà, mẹ mới giật mình mới tỉnh dậy. Mẹ dòm bây giờ dòm giáo giác, dòm giáo giác xung quanh đó. Thì khi mà mẹ dòm giáo giác xung quanh như vậy thì mẹ thấy á, là đồ đạc của mình, vali túi sách của mình, rồi bàn trang điểm, rồi tủ lạnh, tất cả những vật dụng ở trong khách sạn á, là nó đang trôi bùng bền trong nước, và nước thì nó không có cao, nước nó chỉ cỡ qua đầu gối chút xíu thôi. Mẹ thấy rõ ràng là nước biển là nó lên láng trong phòng luôn, nhưng mà nó không có tới người của mẹ, tại vì nó mẹ nằm trên cái giường thì nó cao hơn cái mực nước. Nhưng mà mẹ nhìn xung quanh giường mình sao thấy mà nước nôi lên láng, rồi vali của mình là nổi nổi lên bền lên chứ. Thì mẹ mới hết hồn, mới định hình lại, giật mình lúc này rất là hoảng sợ luôn, hoảng sợ tột độ luôn á. Thì mẹ mới định hình lại cái mẹ dụi mắt mẹ dòm á, thì mọi thứ là nó bình thường trở lại, mọi thứ nó bình thường trở lại, nó giống như là một cái ảo giác, giống như là cái người nào đó mà nó muốn cho mình biết gì, muốn cho mình thấy cái khung cảnh ngày xưa mà ở đây cái sóng thần mà nó tới mà nó làm biết bao nhiêu người chết thảm thương như thế nào, là người ta muốn mình thấy như vậy hay sao đó. Rồi lúc đó là mẹ rất là sợ nha, sợ rất là sợ, nhưng mà cũng không có dám chạy ra nữa. Mà lúc đó là mẹ lại tin vào đạo Phật, nên thành ra là mẹ mới niệm kinh, niệm chú Đại Bi đó mọi người. Thì khi mà đọc chú Đại Bi chút xíu đó thì mẹ cũng chìm vào giấc ngủ luôn. Mà bắt đầu là kiểu như là vừa mệt trong người nè, nó vừa mệt kiểu như là người nó rã rời lắm. Rồi đọc chú Đại Bi đọc xong nhẩm xong là chìm vào giấc ngủ luôn. Cái lúc này thì mẹ lại tiếp tục bị đánh thức nữa, lại tiếp tục là nghe một cái tiếng nói thiệt là lớn, nhưng mà cái lúc này là giống như là mấy chục người mà cả trăm người đồng thanh nói rất là lớn, nhưng mà nói đồng thanh nha. Tránh đường nhanh lên, sóng lớn ập vô đâu rồi kìa. Đó là nói thiệt là lớn như vậy, nói y chang cái câu trong chuyện để ra là mình đọc là y chang vậy luôn á, là nói cái câu như vậy. Thì mẹ mới giật mình, lúc này là mẹ giật mình là mẹ không còn đủ cái bình tĩnh để mẹ đọc chú Đại Bi hay là mẹ nhìn xung quanh nữa, mà mẹ vừa giật mình cái thôi là mẹ tóc ra khỏi giường, là mẹ chạy ra khỏi phòng luôn. Mẹ chạy ra khỏi phòng mà mẹ chạy qua những phòng của bà kia luôn, mấy bà bạn kia luôn đó. Thì khi mà chạy qua bên đây đó thì bắt đầu là mấy người này người ta mới hỏi, nói ủa sao nãy nói nằm nghỉ chút xíu mà sao giờ qua đây. Thì mẹ cũng không có dám kể lại, tại vì mẹ sợ kể lại vậy là sẽ ảnh hưởng tới những cái người đi chơi, vì kiểu như là đang thấy mọi người đang bàn tán vui vẻ quá. Mới đầu á là tính chạy qua là la hét nó, có ma, phòng có ma rồi đó. Nhưng mà khi mà chạy qua đây á thì thấy cả nhóm đang cười vui này nọ, rồi bàn sẽ đi chơi, đi dạo biển, đi chợ đêm này nọ đâu. Thì nghe vậy xong mẹ cũng thấy hơi, nếu mà mình giờ mình nói ra đó thì tất cả mọi người toàn là phụ nữ mà, giáo viên toàn là phụ nữ thôi, giáo viên nam thì cũng ít thôi. Nên bây giờ mình nói ra một cái là người ta sẽ sợ, người ta sẽ đi về, là sẽ mất cái chuyến đi của người ta. Nên thôi là mẹ không có kể, mà nói nằm bển chút xíu mà sao không ngủ được, buồn quá thôi qua đây ngồi với mấy chị luôn. Kiểu kiểu gì đó là mẹ giả bộ mẹ nói vậy, đó là mẹ ngồi ở đây luôn. Thì sau đó là tầm khoảng cỡ 45 phút sau thôi, thì bắt đầu là ở trên kiểu như là cái ban tổ chức đó, người ta mới thông báo á, người ta mới nhắn tin, người ta thông báo là thôi là chuẩn bị đi rồi, chuẩn bị là sẽ đi những cái tiết mục mà tham quan nơi này nơi kia, nọ đâu biết là chuẩn bị đi chơi đó. Nên là cả nhóm mới bắt đầu là chị mới về phòng, lúc này thì do là có người bạn kia cũng về chung luôn.
nên chị mới dám về, ở mẹ mẹ mới dám về về đây cũng soạn đồ nón này nọ đồ đó, áo khoác này nọ đồ để chuẩn bị mà để mà đi chơi. Thì khi mà ra ngoài đi chơi vậy đi cũng vui vẻ nọ, xong mới là tới 11 giờ đêm mới về lần. À, tại vì đi mà người biết đi theo tour mà phải tranh thủ từng giây từng phút, nên thành ra là chơi quá trời đã luôn, là tới 11 giờ đêm thì mới về tới tới khách sạn. Thì khi mà về đây đó là cái phòng khách sạn là tuy là năm 2009 nhưng mà nó cũng rất là hiện đại rồi, là nó đã có cái thẻ rồi chứ không phải là dùng chìa khóa nữa, mà nó có một cái thẻ từ đó, để quẹt vào cái cánh cửa ngay cái tiếp cái đó, mở cửa ra rồi bắt đầu là mới là cái bạn em, cái người đi cùng mẹ đó, là cái người đó mới cầm cái thẻ đó là bỏ vô cái khe để mà cái khe điện đó, cái khe để mà ghim vào nó mới có điện đó. Thì khi mà vừa bỏ cái thẻ vô thôi là điện trong phòng là sáng trưng lên liền đó, là bình thường là bắt đầu là cũng vô cũng vệ sinh cá nhân này nọ rồi là tranh thủ ngủ liền để mà sáng mai còn đi chơi tiếp. Thì lúc này đó là mẹ cũng tính kể lại cho cái gì này nghe, mình bây giờ mình đặt tên cái người này là cái cô N đi cho dễ, nãy giờ kêu gì gì hoài nghe sợ nó nhầm lẫn. Thì mẹ đang tính kể lại cái chuyện mà mình gặp những cái tình huống vậy đó cho cô N nghe, nhưng mà nghĩ thôi cũng tối rồi, bây giờ kể lại rồi sợ thêm thôi chứ cũng không có được gì chứ á, nên là thôi thôi mẹ cũng không có kể, mẹ cũng im luôn, mẹ cũng nằm đó và mẹ cũng nhẩm nhẩm chú đại bi đó, cũng không có dám đọc ra nữa, đọc ra sợ cô N thắc mắc nói ủa gì mà tự nhiên đang nằm phòng đọc kinh này nọ đồ, thì bắt đầu mất công cô N cũng sợ, nên là mẹ cũng không có dám đọc ra khỏi miệng luôn, mẹ chỉ lẩm nhẩm trong đầu thôi, lẩm nhẩm trong miệng thôi. Nhưng mà vậy á thì tối đó là mẹ chìm vào giấc ngủ và mẹ không thấy gì hết, nhưng mà cái lần này là cái cô N cô lại thấy đó. Thì sau này lúc mà xong hết rồi cô mới kể lại đó nha, là khi mà đang ngủ như vậy là cô mới nghe một cái tiếng tít đó, cái tiếng tít cái cô nhìn xung quanh cô, cái tiếng đó là giống như là cái tiếng của đồ vật điện tử đó, là cái tiếng tít của đồ vật điện tử đó mọi người. Thì nhìn xung quanh vậy đó thì mới thấy là thì ra là cái máy lạnh nó bị tắt đó. Thì bắt đầu là cô mới ngồi vậy nha, cô mới ngồi vậy cô kiếm xung quanh coi, nhiều khi là mình nằm mình đè lên cái đầu mót làm sao đó, mà nằm kiếm hoài thì mới ưng đâu phải cái máy lạnh đó, là cái đầu mót là nó dính vô trong tường luôn, nghĩa là nó âm nó gắn vô trong tường luôn chứ đâu có để dưới lưng đâu mãi. Thì lại đó mới cầm cái đầu mót thì bấm 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 á, thì cũng không có ăn đó. Mình nghĩ nó không lẽ giờ cái thẻ từ đó nó cúp điện đó, nó bị lỏng nó bị tắt điện ra, thì cô mới đi từ từ lại cái chỗ cái thẻ từ đó để mà kiểm tra. Nhưng mà vừa đi tới nơi thì cô nghĩ ủa nếu mà cái thẻ từ nó bị lỏng thì tất cả những cái thiết bị trong phòng nó phải tắt điện hết chứ, còn cái này thì đèn toilet còn, đèn ngủ còn, mà tại sao chỉ duy nhất một cái máy lạnh là nó tắt thôi. Thì lúc này á là cô đang loay hoay, nghĩa là đang đang loay hoay không biết là lý do tại sao cái máy lạnh nó tắt đó, thì cô N lại nghe được một cái tiếng, lại nghe được một cái tiếng của một cái bé gái tầm khoảng cỡ 7-8 tuổi gì không biết, nhưng mà nói chung là một đứa con nít, một bé gái đứa nít mới nghe cái giọng là cô ơi đừng có mở máy lạnh nữa, con lềnh bềnh trên nước mà mấy năm nay rồi lạnh lắm, cô đừng có mở máy lạnh nữa, lạnh lắm cô ơi. Đó là cô N mới nghe lại một cái giọng nói vậy. Trời ơi, lúc mà mới vừa nghe được cái giọng nói đó thôi đó là cô N biết là ma rồi, nên thành ra là vừa nghe xong cái là cô N phóng lại liền, phóng lại chỗ mẹ liền, phóng lại chỗ mẹ nằm ôm mẹ cứng ngắc luôn đó. Thì khi mà bị ôm cứ ngắt vậy thì mẹ mới giật mình, mẹ tỉnh dậy, mẹ bật dậy liền, mẹ bật dậy mẹ quay qua mẹ hỏi ủa chuyện gì vậy. Nhưng mà ngay lúc này mọi người chú ý nè, khi mà mẹ mới vừa bị ôm mới giật mình dậy thì đang trong cơn say ke, người tưởng tượng mình đang buồn ngủ mà mình bị ôm giật cái mình mới hết hồn, mình ngồi dậy thì mình không có định hình được xung quanh đâu, mình chỉ thấy trước mắt mình là cô N vậy thôi, thì mới kiểu như là giọt miệng ra hỏi là chuyện gì vậy, thì mới nắm tay cô N hỏi chuyện gì vậy. Nhưng mà khi mà cô N chưa kịp trả lời nha, thì lúc đó mẹ lại tự nhiên mẹ đứng hình. Mẹ đứng hình, mẹ nhìn xung quanh cái, mẹ nhìn giáo giác xung quanh cái gì nè. Mẹ nhìn xung quanh một cái nha. Cái bắt đầu là mẹ không kịp đợi cô N trả lời luôn, là mẹ nắm tay cô N là phóng một cái dèo ra khỏi phòng luôn. Cô N không biết là mẹ thấy cái gì. Cô N không biết mẹ thấy cái gì, mà mẹ cũng không biết cô N thấy cái gì. Thì hai người này mới bắt đầu là chạy qua mấy cái phòng kế bên đó của những cái cô giáo viên kế bên đó, thì mới gõ cửa. Thì ở bên đây người ta cũng mở cửa cho hai cho mẹ và cô N vô. Nhưng mà khi mẹ với cô N vô là tính sẽ kể lại chuyện của bản thân mình cho hai cái người trong phòng này nghe. Nhưng mà khi mới mở cửa đi vô thôi đó, thì thấy hai cái mặt của hai người này là xanh lè xanh lét luôn. Là bắt đầu là mẹ với cô N là biết hai người này cũng đã thấy cái gì rồi.
cũng thấy cái gì rồi mà hai cái người trong phòng này cũng biết là mẹ với cô N thấy cái gì rồi, nhưng mà bản thân mỗi cá nhân mỗi người không có dám kể những câu chuyện của mình lại cho những người đối diện nghe, tại vì nó quá kinh dị đi. Nên thành ra vô đó, đó là bắt đầu là mở mở sáng đèn phòng sáng trưng hết luôn, là bắt đầu là ngồi im ru, ngồi là kiểu như là bốn người ngồi nhìn nhau là biết là ai cũng thấy cái chuyện gì đó rồi, nhưng mà không dám kể lại, ngồi im ru luôn, ngồi tới sáng luôn. Thì sáng ra đó là bốn người mới đầu là bàn với nhau đó, không phải là ngoài bốn người chứ bốn người này mới đi kiểu như là xuống thì ăn buffet gì đó, thì mới gặp người này người kia, bắt đầu là hỏi là tối qua ngủ có chuyện gì không đó. Thì nói ha, ở đó ví dụ như mình không biết là cái số phòng là cái trường này nó rất là bao nhiêu phòng, nhưng mà mình chỉ ví dụ là ví dụ như cỡ là 10 phòng đi, thì là hết 8 phòng là gặp cái chuyện tâm linh, mà mỗi một phòng là gặp một cái chuyện khác nhau rồi đó, là bàn tán sùm hết trơn á. Thì cả một đoàn vậy đó thì mới bàn với nhau thôi, bây giờ chắc á là sẽ kêu cái ông hướng dẫn viên du lịch đó đó là ông sẽ búp vé nào, búp vé máy bay về Việt Nam thôi, về gấp đi chứ không có dám ở lại nữa, ghê quá đi đó. Thì mới gặp cái ông hướng dẫn viên nha, lúc này là học gặp ông hướng dẫn viên mới đem cái câu chuyện đó, không có kể chi tiết lại đâu, mà nói là bây giờ ở khách sạn này có ma, bây giờ là tụi tôi không có dám ở lại nữa, bây giờ là phải làm cách nào, làm dứt khoát là phải đặt liền cái vé máy bay, bao nhiêu tiền cũng được hết, đặt liền cái vé máy bay gấp để tụi tôi bay về Việt Nam, chứ tụi tôi không dám ở đây thêm một ngày nào nữa. Thì anh hướng dẫn viên này giống như là anh biết rồi, anh biết được cái chuyện này là nó hệ trọng rồi, là giống như là anh đã từng có kinh nghiệm là đã bị người ta complain về cái vấn đề này rồi, đó là bị phát, bị kiểu như là bị nói về vấn đề này rồi, nên thành ra là anh đặt vé máy bay liền, thì hên sao là có liền thiệt đó. Thì lúc mà bắt đầu mới bay về Việt Nam, thì trên cái quá trình mà trên cái máy bay đó, trên máy bay lúc này là biết là mình đã ở xa cái khách sạn đó rồi, là đang trên đường bay về Việt Nam rồi đó, thì mọi người mới bình tĩnh, và mẹ mới bắt đầu là mẹ bình tĩnh, mẹ kể lại cho cô N nghe, rồi cô N cũng kể lại cho mẹ nghe là cô N gặp cái chuyện gì. Thì sau khi mà cô N kể lại, ở tối qua máy lạnh tự nhiên tắt vậy đó, lại loay hoay kiếm đường mở đó, thì nghe cái giọng nói bé gái vậy đó, thì mẹ mới nói trời ơi, khi mà hả, mày lại mày nắm cái tay tao, mày lại mày ôm tao đó, tao ngồi vậy tao nắm cái tay mày, tao hỏi chuyện gì vậy đó. Thì tự nhiên tao lúc đó tao định hình lại, thấy xung quanh phòng mình có nghĩa là đầy cái phòng là hầu như là mấy chục người trong một cái không gian nhỏ xíu như vậy đó, mấy chục người già trẻ lớn bé gì là có đủ hết luôn đó, là đang ngồi mà không có nói với mẹ lời nào hết, mà ngồi không có nhìn mẹ luôn, mà chỉ ngồi là mỗi người ngồi một góc một chỗ là mà ôm gối này, mà người nào người nấy là người thì ướt nhẹp ở dưới nền nhà, ở dưới nền phòng thì nước lên láng luôn, mà người nào người nấy ngồi nè, ngồi rung là ôm rung gì nè đó, mà người nào người nấy là ướt nhẹp hết trơn, mà run rẩy nọ đồ, mà nhìn nó xanh xanh mà nó trắng trắng bệt bệt, xong nhìn rất là kinh dị. Nên thành ra là mẹ vừa thấy vậy xong là mẹ nắm tay cô N là mẹ phóng ra khỏi phòng luôn, là không có kịp nói lại lời nào hết luôn đó. Thì trước khi mà lên máy bay, trước khi mà trả phòng đó, thì mẹ cũng là đi ra ngoài gần cái bên đó, thì như trước khách ở dưới khách sạn thường là nó có một cái quầy lưu niệm để bán ba cái đồ ăn vặt rồi đó, thì mẹ cũng xuống dưới đó là mẹ mua một mớ trái cây bánh trái nọ đồ, mẹ cũng lên trên phòng để lần cuối để mà dọn hành lý xuống đó. Thì khi mà dọn vali đồ xong đó, thì mẹ với cô N đó là cũng làm cũng để đại thôi, kiểu là để đại trên một cái bàn nào đó thôi, thì cũng khấn vái nói là tụi con ở nhà đêm thôi, tụi con không có dám mạo phạm, thôi mọi người không có muốn tụi con ở đây thì thôi tụi con đi về, tụi con xin lỗi mọi người nhiều nha đó. Là tại vì đó là trước khi mà vào phòng này, hình như là mẹ không có làm cái thủ tục tâm linh là gõ cửa 3 lần nam tả nữ hữu trước khi vào phòng, ở bất kỳ nước nào cũng vậy thôi đó. Là mà cái này thì trong câu chuyện thì bạn không có nhắc tới, nhưng mà nếu mà có thì chắc chắn là bạn đã nhắc tới rồi, nếu mà bạn không nhắc tới thì có thể là không có đó. Ở thì mẹ mới làm cái thủ tục như vậy. Thì sau khi mà mẹ kể lại câu chuyện vậy đó, thì ở trên máy bay đó có những người người ta còn rất là sợ, nên thành ra là người ta không có kể lại cái câu chuyện của mình, nhưng mà có những người là người ta mới kể lại, những người mà người ta bình tĩnh hơn á, giống như mẹ, người ta mới kể lại. Thì có cái bà kia bà kể lại là cái lúc mà đi tắm biển á, cái lúc mà mới về bay xuống xong rồi nghỉ mệt chút xíu là bắt đầu là ra biển tắm liền, chiều ra biển tắm liền. Thì khi mà bà này bà ra bãi biển bà tắm á, bà đi từ lúc mà bà ra bãi biển á là bà thấy vắng lắm, bà thấy vắng lắm, tại vì cũng mới vừa sau một cái thảm họa gì á, nên là cái khách du lịch này người ta cũng không có nhiều, nói không nhiều thôi nhưng cũng lác đác, trên cái bờ biển thì cũng lác đác tầm khoảng 10 mấy 20 người nằm, người này nằm mấy người nước ngoài đó nha, chứ không phải là người Việt Nam mình nữa, những khách du lịch như là Mỹ hay là Nga gì đó là cũng nằm rải rác nhưng mà lưa thưa lắm.
thì cái cô này nè, cổ đi ra cổ tháng vậy, xong rồi cổ mới đi từ từ xuống biển, cổ tắm tắm cho nó mát. Nhưng mà khi đang tắm, đang lay hoay tắm gì ngụp lặn thì khi mà cúi dở cái đầu lên vậy nè, dở cái đầu lên để dòm, nó kiểu như là mình lặn xong mình dở lên mình vuốt tóc á, thì tự nhiên khi mà cứ khum cái đầu lên nhìn thì thấy xung quanh là hầu như là cả trăm cả ngàn người luôn á, người ta chạy á, giống như là tắm biển như cô, nhưng mà rõ ràng hồi nãy là cô xuống cô tắm là chỉ có 2-3 người dưới biển à, còn lại là người ta nằm phơi nắng không mà. Mà sao mới vừa khum cái đầu xuống ngụp lặn ngụp lên cái là thấy xung quanh là mấy trăm người cả ngàn người, người ta chạy nha, nói nghe là người nói tiếng Thái Lan, người nói tiếng này tiếng nọ, nói tùm lum ngôn ngữ hết mà không có nghe rõ ràng, không có nghe rõ ràng á, chỉ là biết là nghe la hét sùm, rồi bắt đầu là cắm đầu chạy từ ở ngoài biển á, là chạy hướng vô trong bờ. Thì cô đang ở giữa trung tâm mà cô thấy xung quanh mình chạy vậy thì cô cũng chạy theo, cô cũng sợ, cô cũng chạy theo, cô tưởng cái gì đó không mà, tưởng sợ cái chị sóng thần gì đó không mà. Thì cô cắm đầu cô chạy theo, cô chạy, cô cắm đầu cô chạy 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 vô trong tới cái bãi cát đó, thì chạy tới đây định hình đứng lại nghỉ mệt, thì nhìn xung quanh thấy đâu tầm phải mười mấy người vòng vòng đó, ai cũng dòm cô hết trơn á, ai cũng chăm chú tập trung vô dòm cô. Thì cô dòm xung quanh cô nhìn, nói, ủa mấy trăm người hồi nãy là mất tiêu rồi trời, sao còn có mình chạy, mà thành ra là những người kia người ta thấy có mình cô chạy à, người ta mới để ý sao tự nhiên cô vừa chạy mà cô vừa la hét sùm chân vậy. Còn cô nhìn xung quanh, cô nhìn ra ngoài biển, cô thấy là ngoài biển là nó im ru luôn, sóng đánh lăn tăn im ru rồi đó. Cô một phần là cũng sợ, một phần là cũng quê quá đi, chắc là mình bị ma, bị ma chọc gặp cái hiện tượng vậy, mà do là mình cũng chạy một mình mình la hét gì nó quê quá đi, nên thành ra thôi cô cũng đi lên bờ luôn, cô đi về khách sạn luôn, và cô im ru, cô cũng không có dám kể lại với ai luôn, tại vì sợ kể lại thì người ta không có tin, mà kể lại nếu mà người ta tin người ta sợ nữa, cũng giống như mẹ đó, không có dám kể lại, im luôn cho tới cái lúc lên máy bay đó thì mới dám kể lại đó. Thì đó là đây là những cái câu chuyện xảy ra ở là một lần rồi đi du lịch Thái Lan ở đảo Phú Kết cho mọi người ạ. Thì mình kể vậy thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ là cái đảo Phú Kết đó là bây giờ rất là đông khách du lịch rồi, bây giờ là cũng trôi qua nó cũng rất là lâu rồi, là mười mấy năm trời rồi, nên thành ra là chắc những cái hiện tượng đó mình nghĩ là cũng còn. Thái Lan mà, Thái Lan thì mọi người biết mà, nhưng mà có thể là người dân người ta đi du lịch nhiều về đó nhiều, và nước Thái Lan người ta kinh doanh và cái du lịch đó người ta đầu tư du lịch tốt á, nên thành ra là cái đảo Phú Kết bây giờ rất là đông khách du lịch luôn. Thì mình nghĩ tới hiện tại bây giờ thì cũng đã đỡ rồi, chắc cũng không còn đâu. Nên là nếu mà mọi người nào mà đã đặt vé đi Thái Lan du lịch hay là đi đảo Phú Kết du lịch rồi mà lỡ nghe chuyện của mình thì cũng cứ yên tâm đi, miễn sao mọi người tin vào cái tâm linh đó, thì trước khi vào khách sạn thì mọi người hãy gõ cửa cái đã, mọi người hãy gõ cửa 3 cái trước khi vào cái đã. À, thì nếu mà làm vậy thì có thể là chắc sẽ không bị gì đâu nha mọi người nha. Đó là kết thúc cái câu chuyện thứ nhất, nó cũng khá là dài nha mọi người. À, và thôi bây giờ trước tiên qua cái câu chuyện thứ hai thì mình sẽ nói mọi người chút xíu á, là hồi nãy giờ kế bên nhà mình á, là người ta đang ăn liên hoan hay cái gì đó, thì người ta mấy cái loa kẹo kéo đó là người ta hát sập sình bên này hết rồi. Mình bây giờ hiện tại bây giờ mình ngồi mình cũng còn đang nghe sập sình nè, nhưng mà thôi mà để mình cố gắng làm sao để mình xử lý cái phần âm thanh đó cho nó không có bị cái tiếng những cái âm thanh đó, nó lọt vào nha mọi người nha. Ở đây mình cố gắng mình làm tốt nhất có thể, nhưng mà nếu mọi người có nghe được thì mọi người cũng thông cảm, tại vì bây giờ nhà người ta ăn liên hoan rồi, mình cũng đâu có thể nào mình qua bển mình cản này được nha mọi người nha, thông cảm giùm mình. Thôi bây giờ mình sẽ qua cái câu chuyện thứ hai, cũng là một chị giấu tên nhưng mà gửi về cái email của mình nha mọi người nha. Thì mình xin kêu người này bằng kêu các bạn này bằng bằng chị nha, tại vì chị chắc là mình nghĩ là chị này cũng tương đối lớn tuổi rồi. Thì chị có nói á, là ba của chị á, là đã di cư từ Bắc vào Nam vào năm 54, là mình hay gọi là những người Bắc, những cô chú Bắc 54 đó, là người ta hay gọi vậy đó. Thì ba của chị đó ngày xưa là làm trong quân đội và làm lái xe chuyên dụng cho quân đội, là từ cái thời mà tại Pháp lần, chứ không phải là thời Mỹ, từ 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 đại Pháp lần. Thì khi mà làm vậy thì công việc ổn định xong rồi đó, thì ba mới quyết định là ba sẽ mua một căn nhà để mà bây giờ là công việc xong rồi thì cũng phải lo nhà cửa cho con cái, cho mẹ, cho vợ mình ở nữa. Thì ba mới đi mua một căn nhà, mà vào cái thời đó là mua căn nhà mới luôn, mua một căn nhà mới, không phải là nhà mới như bây giờ mình nói là nhà tường đâu, mà ngày xưa chỉ là nhà vách gỗ thôi, vách gỗ mái ngói thôi, nhưng mà kiểu là nhà mới, nhà kiểu nhà nhà mới xây. Nhưng mà khi mà kiểu một chi tiết là chị nói là mua nhà thì là nhà của mình, nhưng mà tới mỗi một năm như vậy đó là phải đóng thuế đất cho người cha. Mình không biết nữa, chắc có lẽ là anh chị cô chú lớn tuổi sẽ biết là nó là có một cái người chà, thì ngày xưa là người chà quản lý đất một cái khu đó, thì khi mình mua nhà ở đó nhưng mà mỗi năm phải đóng một ít tiền thuế cho người chà này.
Thì ở đây 2-3 năm thì nó không có chuyện xảy ra, nhưng mà tới khi lúc này là mẹ cũng đã có vài người con rồi, mẹ của chị cũng đã có 3-4-4-5 người con rồi. Thì tới cái năm đó thì mẹ mới sinh ra một cái người con thứ sáu, nó sinh ra một cái người con thứ sáu. Thì khi mà cái bé con thứ sáu rồi đó là mới được tầm khoảng cỡ 3 tháng tuổi thôi, thì một lần mẹ đang nằm ngủ thì mẹ mơ thấy một cái giấc mơ là có một cái bà đàn bà sọc sọc sọc, bà leo, bà nhảy vô trong cái cửa sổ á, thì bà lại là bà ẵm đứa con đó, bà ẵm đứa con bà bắt đi, giống như là bắt cóc nít vậy đó, là lại tự nhiên thấy bà nhào 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 vô, bà ẵm đứa bé đó, bà chạy, bà bay ra khỏi cửa sổ, bà chạy đi mất. Thì trong cái giấc mơ vậy thì mẹ mới la lên: cướp cướp cướp, nó bắt con tôi, nó bắt con tôi, bớ người ta, nó bắt con tôi. Thì khi mà la như vậy đó là trong giấc mơ la, thì ở ngoài mẹ đang nằm vậy mẹ cũng mớ, mẹ la luôn, nên thành ra là ba nghe vậy thì ba mới tự đầu là cầm cây cầm rựa đồ chạy vô coi là có la thì hay không. Thì chạy vô mới thấy là vợ mình đang nằm nhắm mắt mà mớ, trong khi con mình vẫn còn nằm kế bên đó, nên thành ra ba mới lại bà đá, bà kêu dậy đi, tự nhiên nằm mớ la sùm rồi con nó khóc làm sao đó. Thì mẹ mới giật mình, mẹ tỉnh dậy, mẹ giật mình mẹ tỉnh dậy thì mẹ mới quay qua mẹ coi con vẫn còn đó, nên mẹ cũng yên tâm đó, mẹ cũng yên tâm, mẹ không có làm gì hết. Nhưng mà tầm khoảng ví dụ như mẹ gặp cái giấc mơ là buổi trưa đi, thì buổi chiều hôm đó là bé con nó bắt đầu là sốt sốt ly bì mấy ngày trời luôn, sốt ly bì mấy ngày trời là chữa trị hoài không hết luôn. 2-3 ngày sau, đúng tới 3 giờ chiều đó, thì bé đó là mất, nó không có qua khỏi. Thì tiếp theo 1 năm sau nữa thì mẹ lại mang bầu cái người con thứ bảy, nó đúng ra là cái người con đúng là người con thứ bảy, là mẹ lại tiếp theo là mẹ lại mang bầu cái người con thứ bảy. Thì lúc này là cũng tầm vài tháng thôi, mẹ lại tiếp tục mơ một cái giấc mơ là mẹ thấy là đến lúc này là mẹ cho cái đứa con thứ bảy nằm trên võng và mẹ nằm kế bên mẹ đung đưa. Nhưng mà trong cái giấc mơ mẹ thấy là có hai cái người đàn bà ở đâu không biết đó, sọc 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 vô đứng hai bên đầu võng nè, không có bắt con mình đi mà đứng hai bên đầu võng vậy, bắt đầu đưa hai bà này giống như là chơi vậy, đung đưa người này đung qua đung lại đung qua đung lại, là làm cho cái võng nó bay, nó đưa mà nó đưa cao lắm, nó đưa rất là cao luôn. Nó đưa thì mẹ thấy như vậy mẹ sợ là con mình rớt xuống nên mẹ mới la lên. Thì trong giấc mơ mẹ la lên thì đương nhiên là ở ngoài mẹ mới mẹ cũng la, nhưng mà ở đây lúc này là người ở nhà cũng có vài người, là mình không biết là những người nào, có thể là anh chị em cô chú gì đó trong nhà đó, làm trong chuyện gì đó là có vài người đó, người ta mới chạy ra. Khi mà người ta chạy ra, người ta thấy mẹ la như vậy, ba cũng thấy mẹ la như vậy. Nhưng mà một chi tiết nó khác với cái giấc mơ trước là khi mẹ la lên á, lần trước ra thì thấy đứa bé vẫn còn nằm đó, nhưng mà lần này chạy ra đứa bé vẫn nằm trên võng, nhưng mà thật sự là cái võng nó có đưa. Khi mà người ta chạy ra, người ta thấy mẹ nằm đây, mẹ la, mẹ quơ tay quơ chân, mẹ nhắm mắt vậy nè, mẹ la lên như nè, cái tay không đụng tới cái võng nhưng mà cái võng nó đưa mạnh lắm, cái giọng nó đưa đưa thiệt là mạnh luôn, là y như là có, đúng thiệt là có hai người vô hình mà đứng hai đầu giọng mà đung đưa cái giọng nó, thì cái giọng nó mới đưa mạnh như vậy đó. Thì người ta ra, người ta thấy vậy, người ta cũng sợ là em bé rớt nên người ta mới ra, người ta chụp cái giọng nó lại liền, người ta không có cho cái giọng nó đung đưa, chụp cái giọng lại liền luôn đó. Thì sau khi mà chụp cái giọng nó lại đó thì mới kêu mẹ dậy, mới kiểu như mới đá mẹ một cái cho mẹ tỉnh dậy. À, mẹ tỉnh dậy cái xong mà mẹ mới hoảng hồn, mẹ lại mẹ ôm con liền, ôm con coi là con có sốt mày nói được không, rất là sợ luôn. Tại vì năm trước mình gặp giấc mơ vậy là đứa con thứ sáu mình nó đã mất rồi đó, thì bây giờ gặp một cái giấc mơ vậy nữa thì không biết là đứa con thứ bảy này có mất luôn hay không. Thì cũng đợi 2-3 ngày sau cũng thấy là đứa con nó cũng bình thường, nó cũng không có sốt gì hết, là cũng nuôi nấng này nọ tới lớn luôn, không có gì xảy ra hết. Mà đặc biệt á, là cái đứa bé này á, là nó kiểu như là nó rất là mến tai mến chân ba mẹ nó, và nó rất là thông minh. Có nghĩa là nó rất, tuy là nó nhỏ tuổi lúc này nó mới 1-2 tuổi thôi, nhưng mà nó cũng biết đi chập chững, cũng nói ê a ê u gì nọ rồi rồi, nhưng mà nó rất là thương cha thương mẹ nó, và nó còn nhỏ nhưng mà mình cảm giác giống như là nó rất là có hiếu luôn đó. Thì ở nhà cũng nghĩ là chắc con mình sinh ra được đứa con cuối cùng đã quá chừng luôn, là ngoan hiền rồi có hiếu, mới nhỏ mà biết này biết nọ, là rất là ngoan và rất là thông minh nữa, khấu khỉnh thông minh lắm. Nhưng mà tới khi năm cái bé thì 3 tuổi đó thì bắt đầu là ở nhà mới bận rộn đi, tại thấy thấy là bé cũng 3 tuổi lúc này là bé thông minh dữ lắm rồi, nó thông minh mà cũng tự lập, nói chung là cũng biết chuyện đó, cũng biết tự bới cơm rồi tự ăn này nọ đồ rồi, nên thành ra ở nhà cũng yên tâm, với mỗi người một công việc, mẹ thì đi bán, anh hai thì đi làm, rồi ba cũng đi đây đó nọ đâu. Thì bé ở nhà mới đi qua hàng xóm chơi không biết làm sao đó thì mới bà bị lọt xuống sông mà chết. Theo như những người nói, có những người người ta nói là giống như là nó bị đẩy vậy đó,
giống như là nó bị đẩy hay sao đó, là bị rớt xuống sông và mất mạng luôn, một bé trai 3 tuổi như vậy đó. Thì sau khi mà mất mạng như vậy đó, thì ở nhà mới biết là có thể là cái đứa bé này nó còn nhỏ nhưng mà nó đã linh tính được, là nó chỉ sống được tới 3 năm thôi đó, nên thành ra những cái năm đầu tiên là nó đã cố gắng, nó kiểu như là nó trả hiếu cho ba mẹ nó càng nhiều càng tốt đó, nên nó mới thông minh, nó mới khấu khỉnh và nó mới hiếu thảo như vậy, nó mới làm phụ chị nhà nó lúng cho nó rất là kỳ lạ luôn đó. Thì tới 3 năm là nó bị như vậy và nó mất. Đó là một cái câu chuyện nó rất là đáng thương luôn, rất là đáng thương, mình nghe mình cảm thấy nó rất là tội nghiệp luôn. Nhưng mà tưởng đâu cái câu chuyện nó chỉ đáng thương và nó dừng lại ở đây thôi, nhưng mà không, nó còn xảy ra nữa. Mọi chuyện nó mới bắt đầu thật sự là từ đây nè. Lúc mà cái bé trai 3 tuổi này mất đi đó, thì ở đằng sau nhà đó là có hai vợ chồng kia là bán xe mì gõ, xe hủ tiếu gõ, mì gõ đó. Thì cứ 5 giờ sáng là dọn ra để mà bán cho những người công nhân ăn đó. Thì bữa đó không biết làm sao, hai vợ chồng say xỉn sao nó ngủ quên đó. Thì cái bé 3 tuổi này hiện về kêu. Hiện về lại giật giật giò bà vợ á, nói: "Cô ơi, 5 giờ rồi. Cô ơi, 5 giờ rồi. Đẩy xe ra bán cô ơi, đẩy xe ra bán cô ơi." Đó là giật giật giò của bà vợ mà kêu vậy đó. Thì bà mới hết hồn mới tỉnh dậy. Mới đầu thì bà không có biết đâu, mới đầu thì nghe vậy thôi bà cũng đẩy ra bình thường, nhưng mà mấy bữa sau khi mà bà ngủ quên nữa thì bà lại kêu, nghe kêu nữa thì bà mới nhớ tới cái giọng, nghe cái giọng nó quen quen đó, thì mới biết là cái giọng đó là cái đứa con 3 tuổi của mẹ của chị này. Còn có một cái ông khác nữa nha, một ông khác cũng trong xóm luôn, tại vì nhà ở đó thì thuê mua nhà đó thì ở trong xóm ở chung với nhau, nhưng mà cả làng cái xóm ở chung với nhau vậy nè. Thì cái ông đó đêm đó là 12 giờ đêm đó, không biết làm sao mà toilet trong nhà không đi, mà lại đi ra ngoài kiểu như ra ngoài đường, ra ngoài gốc cây rồi bờ ruộng đi cho nó mát vậy. Mà thì đang đi như vậy đó, là trong quá trình từ trong nhà đi ra ngoài tới cái chỗ để mà đi vệ sinh đó nha, đi tiểu đó nha, thì thấy có một cái bé trai, có một cái đứa nhỏ nó đứng ở đó, mà do là trời tối quá đi không có để ý, nhìn không có rõ, thì chỉ là thấy một đứa nhỏ đứng như thôi. Thì ổng cũng vừa đi đang say ke, ổng đi lên khệnh thì ổng nói: "Trời ơi, con nhà ai không đi vô nhà ngủ đi, đêm 12 giờ đêm, 1 giờ đêm rồi, thôi đi vô nhà ngủ đi con." Thì ổng vừa đi ổng vừa nói vậy, xong rồi ổng mới đi tiến lại, ổng đi ngang qua đứa nhỏ luôn, là ổng tiến lại cái chỗ để mà ổng đi vệ sinh. Thì lại đó ổng giặt quần ra, ổng kiểu như là ổng mặc cái quần thì ổng chỉ kéo xuống để mà ổng giải quyết vấn đề thôi, ổng đi vậy thôi. Nhưng mà cái đứa nhỏ này nó lại tuột quần ổng luôn đó, là nó mới có kiểu như là 3 tuổi thôi, là nó chạy lẹ 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 nó tuột quần ổng, cái nó cười hí cái ổng quay qua ổng nhìn là không thấy đâu nữa, không thấy cái đứa nhỏ ở đâu nữa, là ổng vừa bị tụt quần cái thôi, là ổng quay lại liền. Mà kiểu như là vừa tụt quần, nếu mà mình nhanh mình quay lại là nhiều khi là cái tay của cái đứa nhỏ nó còn dính như cái quần luôn, chứ đừng có nói tới cái chuyện mà gọi là quay lại xong rồi trốn đi đâu mà lẹ được. Đó là vừa bị tụt quần xuống cái ổng quay qua lại, ổng quay lại ổng nhìn liền. Thì khi mà ổng nhìn là ổng không thấy, nghĩa là trong một cái màn đêm là tối thui là không có thấy một cái bóng dáng của cái đứa bé đâu nữa, mà rõ ràng hồi nãy nó đứng đó nhìn thấy rõ ràng như vậy đó. Thì sáng ra ông kể lại thì mới biết, người ta mới nói: "Ừ, vậy là thằng nhỏ đó, cái thằng nhỏ 3 tuổi nó mới chết đó, mấy tháng trước đó đó." Rồi xong mà tới phiên cái người con trai của cái ông bị tụt quần này nữa, thì kiểu như là tối hôm đó đó là cái ba ba của anh này đó là bị tụt quần đó. Thì ngay sáng hôm sau thôi đó, là cái anh này anh cũng ngủ quên, đi làm ngủ quên đó, thì là cái đứa nhỏ là nó lại vô đó, bắt đầu là nó khều giò nữa đó, nó giật giò xong nó giật tay, rồi nó nhéo mặt nữa, nó kêu: "Anh ơi, dậy đi làm trễ rồi anh ơi, dậy đi làm đó." Thì anh này anh cũng nghe vậy, anh cũng bật dậy, anh bật dậy anh đi làm. Xong rồi chiều anh bắt đầu là nghe ba mình kể là tối qua bị tụt quần kia đó, nó: "Trời ơi, sáng nó còn lại nó khều chân con nữa, nó kêu con dậy đi làm, nó mà không kêu là con đi làm trễ rồi đó." Rồi tiếp theo một cái mẫu chuyện cũng liên quan tới bé nhỏ này luôn, là ở gần đó là có hai vợ chồng kia là mướn nhà ở gần đó, nhưng mà ông chồng á thì ổng làm về cái vấn đề nhôm, vấn đề mà kiểu như là nhôm kiếm này nọ, rồi cắt kiếm cắt nhôm giống như là ở nhà gia dụng của mọi người vậy đó. Thì tối đó bà vợ bà nằm bà ngủ á, thì bà mơ bà thấy cái con đứa bé này về nói là ngày mai đó là dứt khoát là không có được cho ai mượn xe, nghe không, hai vợ chồng không được cho ai mượn xe, nghe không, nói chứ mượn là người ta chạy đi luôn đó cô ơi. Đó là đứa bé nói chuyện dễ thương lắm, nói chuyện lễ phép mà dễ thương lắm. Thì sáng hôm sau đó kể lại cho chồng mình nghe, thì ông chồng ngặt cái là ông chồng không có tin. Ông nói: "Trời, em ơi, ba cái giấc mơ đó mà nó dù như em mơ em thấy ba mẹ mình, bà nội mình về nói mình nghe thì nhiều khi còn tin. Cái này cái thằng nhóc nhỏ có 3 tuổi mà nó dặn em mà trong giấc mơ vậy mà em còn tin nữa, mà huống gì đây chỉ là một cái giấc mơ thôi, là nó quá nhiều chi tiết vô lý đi nên là không có tin."
đó, xong rồi ổng mới bắt đầu là ổng xách cái xe đó, ổng chạy chiếc Rim, mà chiếc Rim Thái ngày xưa, mọi người biết chiếc Rim Thái ngày xưa là mấy cây vàng á, không không ít đâu nha. Chạy chiếc Rim Thái ra chạy ở cửa hàng đó, cửa hàng thì ở chỗ khác nhưng mà nhà nhà mướn ngủ ở đây, thì chạy ra cửa hàng làm, thì đang làm cửa gì đó thì bắt đầu là thiếu vật liệu. Mà bình thường á thì là ổng là thiếu thiếu ba cái đồ để mà làm, là ổng thường thường là ổng đi mua không à. Nhưng mà hôm nay ổng biết linh không biết bị gì đó là bắt đầu là ổng làm biến sao đó, là ổng mới kêu thằng lính, nó kêu ơi mày xách xe tao, mày chạy ra đây mày mua mớ đinh, kiểu như là đinh ốc mày nọ thôi, xách ra xe mày chạy ra đây mày mua mớ cho tao coi đó. Thì thằng này nó xách xe nó chạy đi luôn, ổng ngồi ổng đợi nha, ổng đợi 2-3 tiếng đồng hồ ổng không biết, ổng không thấy nó về là ổng biết mất rồi đó. Mà ngày xưa Rim Thái 6 cây vàng mà giống như là bây giờ là chiếc SH mà bây giờ vậy đó, là 200-300 triệu vậy đó, mà dám đưa vô người ta vậy luôn á đó. Đó là bắt đầu là ổng mới về ổng nói vợ mình nghe, ổng nói rồi trời ơi, anh sáng anh không biết anh sao, bình thường là anh tự anh đi mua đồ không, mà không biết lý do sao hôm nay anh lại kêu cái thằng đó nó đi, mà cái thằng nó mới nhận vô làm được có 1 tháng 2 tháng là không có biết nguồn gốc nó đâu, chứ không hiểu đầu óc bị gì, bình thường là anh kỹ lắm á, mà sao lần này anh lại hớ hên như vậy, là mất vài chiếc xe làm cả năm trời không biết mua lại được hay không. Đó là này mới nói là cái chuyện là có thật nha. Rồi sau cái chuyện mà mất chiếc Rim đó xong á, là ngay tối hôm đó nữa, tối hôm sau đó là bà vợ lại tiếp tục nằm mơ thấy 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 bé này nữa. Là bé nó mới nói á, là ngày mai á, chồng của cô có đi làm, người ta tới người ta đặt hàng đó, thì nhớ là kêu người ta trả tiền trước nha, nếu mà không trả tiền trước á, là người ta không có lấy đâu, đó là mất tiền đó đó. Thì dặn vậy, sáng hôm sau bà vợ tức tốc kể lại cho ông chồng nghe liền, thì ông chồng tin liền, ông chồng tin liền là nguyên một ngày hôm đó là bao nhiêu cái đơn hàng là thôi trả tiền trước đi, trả tiền trước đi, thôi tôi không làm đâu này nọ rồi, kiểu như là thà mất luôn chứ không có chịu là làm rồi làm xong mới lấy tiền, phải lấy tiền trước. Nhưng mà tới chiều hôm đó là nghĩ là sắp xong rồi, sắp chuẩn bị đóng cửa cửa hàng rồi, là đi về nghỉ rồi đó, nghĩ là chắc mình làm đúng vậy rồi, chắc không có gì xảy ra đâu. Nhưng mà đùng cái là có một cái mối, có một cái ông đó là ông mối ruột luôn, mối kiểu như mối ruột mối rà luôn đó, thì tới đặt đặt làm là 2 cái cửa chính, một cái cửa cửa phòng là làm lớn lắm, làm như đi đó, nói chung là cũng kiểu như là nhiều và kiểu như là lớn lắm kìa đó. Thì làm vậy xong đó thì ông này ông nói thôi như những lần trước nha anh, làm xong đi rồi khi nào mà tôi đưa cho khách thì khách trả tiền, lần này ông này ông đại gia uy tín lắm yên tâm đó. Thì bây giờ cái anh này anh cũng không nghĩ, lúc này thì do là ghi chép kích thước này nọ đồ, đo kích thước này nọ đồ á, nên là quên bén đi cái chuyện giấc mơ luôn. Mà gặp cái ông này là ông mối ruột nữa, mà ông làm ăn biết bao nhiêu vụ, 10 mấy lần 20 lần rồi, mối của người ta mà, nên thành ra là anh cũng nó hư rồi, anh em không mà đó giờ làm sao giờ làm vậy đó. Thì cũng về làm nha, làm này nọ là xong, thì tầm khoảng cỡ 2-3 ngày thôi là xong thành phẩm. Vừa xong cái ông này ông tới ông xin lỗi quá trời luôn, cái ông khách hàng đó ông tới ông xin lỗi quá trời, ông nói trời ông kia tưởng đâu đại gia ai về là trốn nợ, bây giờ là tôi còn bị xù ha, tôi còn bị xù một đống vật liệu xây dựng nữa, bây giờ thôi chắc là hả, mấy cái cửa của anh chắc tôi hoàn lại luôn, tôi không có lấy nữa, tôi hồi lại luôn. Trời ơi nói anh này anh mới tá quả, nói là trời ơi anh ơi giờ hàng làm xong rồi anh hồi lại, giờ tôi để đó chắc là tôi đem tôi trưng luôn, chứ giờ ba cái đồ nhôm kiến này nọ cắt xong rồi đâu có tái chế lại được, cắt là phải xài luôn. Thì ông kia ông năn nỉ ông xin lỗi quá trời luôn, thì cái anh này anh cũng thôi cũng đâu biết làm gì đâu, nói giờ người ta cũng bị xù mà vật liệu này nọ đồ cũng tiền quá trời tiền, mà không lẽ giờ mình nhôm kiến của mình thì cũng không có bao nhiêu tiền, không lẽ giờ mình đòi người ta. Rồi thôi anh cũng im luôn. Thì lúc đó anh mới nhớ tới giấc mơ, nó là trời thiệt linh thiệt luôn á, đứa bé nó linh thiệt luôn á, trước sau gì cũng bị, không nghe là bị theo liền đó. Là về nói với vợ nghe xong rồi chị vợ mới hỏi hàng xóm vậy đó, thì hàng xóm ta cũng nói ừ là đứa bé 3 tuổi của vợ chồng anh này này rồi đó, thì mới chạy tới xin tên xin tuổi vô thắp nhang bàn thờ rồi mua bánh trái đồ cúng quá trời cúng luôn. Đó là một cái câu chuyện rất là linh thiêng luôn. Thì những cái câu chuyện liên quan tới cái đứa bé này thì nó cũng còn nhiều nữa, nhưng mà cái bạn gửi chuyện đó, bạn bạn giấu tên bạn gửi chuyện về cái mail đó, thì bạn cũng nói thôi để thư để lần sau bạn gửi tiếp, nhưng mà tới bây giờ thì mình vẫn chưa thấy, chắc là có thể là bạn đợi mình kể câu chuyện này xong đó, bạn thấy có đúng bạn kiểu như là kể có đúng những gì bạn gửi hay không đó, thì bạn sẽ gửi tiếp đó. Nhưng mà thôi chắc là những câu chuyện tới ngày hôm nay chắc là cũng kết thúc rồi mọi người ha, để mình tranh thủ bây giờ là mình sẽ ngưng cái video này nè, mình vừa ngưng mình thay cái áo khác cái là mình vô mình kể tiếp tập 108 luôn đó. Mà ngày hôm nay thì do là chiều đó, tới khoảng cỡ 5-6 giờ là mình lại bận cái công việc đó rồi, nên thành ra là mình tranh thủ để mình kể kể nó ngắn ngắn thôi. Ủa
mà nói ngắn ngắn chắc nãy giờ chắc cũng bốn mấy phút, gần 50 phút rồi mọi người ha. Rồi thôi, những câu chuyện tới ngày hôm nay thì mình thấy là tuy là nó cũng mới hai câu chuyện thôi mà nó rất là hay nha, nó ngắn nhưng mà mình thấy nó rất là hay luôn, câu chuyện nào nó cũng hay, nó cũng kinh dị hết. Thì nếu mọi người thấy hay á là nhớ chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cùng nghe nha mọi người nha. Tới lúc đó người ta thấy mình như vậy là người thấy kể chuyện như vậy nè, người ta có những câu chuyện ma hay đó, người ta mới gửi về cho mình thì mình lại tiếp tục có những câu chuyện để mình kể lại cho mọi người nghe nha mọi người nha. Rồi, những câu chuyện đó ngày hôm nay là kết thúc rồi. Dũng Mập xin chào mọi người.